Niki Lauda, huyền thoại F1, 3 lần vô địch thế giới và kỳ tích hồi sinh sau tai nạn kinh hoàng. Trong suốt sự nghiệp của mình, Niki Lauda đã 3 lần vô địch giải đua F1 vào các năm 1975, 1977 và 1984. Ông là tay đua duy nhất trong lịch sử F1 đạt được chức vô địch trong cả hai màu áo Ferrari và McLaren. Thế nhưng, ngoài thành tích, người ta còn ngưỡng mộ Lauda bởi ý chí, nghị lực vượt qua biến cố. Đó chính là tai nạn nghiêm trọng tại giải đua 1976 diễn ra ở trường đua huyền thoại Nürburgring. Sự hồi sinh sau tai nạn của ông được xem là kỳ tích. Bất chấp tất cả để theo nghiệp đua xe. Niki Lauda, tên đầy đủ là Andreas Nikolaus Lauda, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1949 tại thủ đô Vienna của nước Áo trong một gia đình giàu có. Niki Lauda đã quyết định trở thành một tay đua chuyên nghiệp bất chấp việc gia đình không cho phép. Niki Lauda bắt đầu sự nghiệp với giải đấu trẻ mang tên Formula V hay còn gọi là Formula Volkswagen, thường tổ chức tại vùng Trung Âu. Sau đó thì ông nhanh chóng chuyển sang chạy xe thể thao của Porsche và Chevron. Dù vậy, con đường sự nghiệp của Niki Lauda dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Để thay đổi sự nghiệp, năm 1971, Niki Lauda quyết định vay 30.000 euro cùng chính sách bảo hiểm nhân thọ để mua một vị trí đua chính thức tại đội đua mới vào nghề March với tư cách là một tay đua F2. Lúc này gia đình vẫn kịch liệt phản đối sự lựa chọn của con trai. Nhưng với đam mê mãnh liệt, Niki Lauda đã cắt mọi liên lạc với người thân của mình. Khả năng đua của Lauda gây ấn tượng mạnh với đội trưởng đua March Robin Hurt, nên ông nhanh chóng được thăng tiến lên đội F1. Thế nhưng, mùa giải năm 1972 của đội March lại là một cơn ác mộng với kết quả tệ hại. Năm sau, Lauda quyết định tiếp tục vay ngân hàng thêm một khoản nữa để đầu quân cho đội BRM. Như thường lệ thì ông nhanh chóng thể hiện được bản lĩnh, nhưng đội đua lại không tương xứng với khả năng của ông. Tai nạn kinh hoàng. Bước ngoặt đến với Lauda khi đồng đội tại BRM của ông là Clay Regazzoni rời đội để trở lại Ferrari vào năm 1974. Ông chủ Enzo Ferrari đã hỏi ý kiến của Clay Regazzoni về khả năng của Lauda. Regazzoni đã hết lời ca ngợi, khen tay đua người Áo, và thế là Ferrari đã quyết định ký hợp đồng với Lauda với số tiền đủ để ông trả hết nợ vay ngân hàng trước đó. Lauda đến với đội đua nước Ý đúng vào lúc họ đang trên đà trở lại sau những năm đầu thập niên 1970 thảm họa. Một năm sau khi gia nhập, Niki Lauda đã xuất sắc đem về cho Ferrari chức vô địch đầu tiên sau hơn 10 năm chờ đợi. Đến năm 1976, một tuần trước khi chặng đua Đức GP tại trường đua Nürburgring diễn ra, dù Lauda là tay đua nhanh nhất vào thời điểm đó, nhưng ông vẫn kêu gọi các tay đua khác tẩy chay chặng đua này bởi ban tổ chức thiếu nguồn lực để quản lý vấn đề an toàn xung quanh trường đua dài gần 23 km. Đáng tiếc là phần lớn tay đua đều không đồng tình với Lauda và cuộc đua vẫn được tiến hành. Và hậu quả nghiêm trọng đã tới ngay ở vòng thứ hai của cuộc đua chính. Ở một khúc đua tốc độ cao, Lauda gặp nạn và chiếc Ferrari văng trên đường chạy, va vào lề đường rồi bốc cháy dữ dội. Nó còn đâm vào chiếc xe của Brad Lunger. Lauda bị kẹt trong biển lửa và đống đổ nát của xe gần một phút trước khi các tay đua khác tới giải cứu. Ông bị bỏng nặng ở vùng mặt, dù vẫn tỉnh táo sau khi rời khỏi xe, nhưng sau đó Lauda đã hôn mê sâu. Tại bệnh viện, ông được xác nhận bị bỏng độ 3 ở đầu da mặt, hít phải khí độc làm hỏng phổi và máu thì bị ảnh hưởng mạnh. Các bác sĩ đã tiên lượng điều xấu nhất cho gia đình. Nhưng không ai ngờ, Lauda đã chiến thắng trong cuộc chiến giành giật sự sống, chẳng khác nào lúc ông chiến thắng trên đường đua. Hành trình kỳ diệu sau tai nạn. 40 ngày sau, Lauda trở lại đường đua với gương mặt biến dạng vì những vết sẹo non, tay phải gần như đã biến mất. Ông cán đích thứ tư ở chặng Grand Prix Italia. Cuối chặng đua đó, những vết thương ở mặt Lauda vẫn chưa lành hẳn, máu rỉ ra thấm đẫm chiếc mặt nạ chống cháy. Khi Lauda cố gỡ lớp quấn mặt nạ ra khỏi mặt, nó dính vào lớp băng vết thương khiến ông phải xé toạc ra trong sự đau đớn. Đầy ám ảnh, nhưng đó là một trong những hành động dũng cảm nhất trong lịch sử thể thao. Tai nạn kinh hoàng xảy ra vào thời điểm Lauda đang gần đến với chức vô địch thứ hai liên tiếp cho Ferrari. Quyết tâm trở lại của tay đua người Áo
đã bị ngăn cản bởi sự cạnh tranh từ tay đua James Hunt của đội McLaren. Lauda và Hunt đã biến mùa giải năm đó trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử F1, khởi đầu cho sự phổ biến của môn thể thao này trên toàn cầu. Đến vòng đua cuối cùng tại Nhật Bản, Lauda chỉ hơn Hunt có 3 điểm. Cơn mưa xối xả ở đường đua năm đó đã khiến Lauda từ chối đua vì quá nguy hiểm, một quyết định mà sau này ông thừa nhận là hối hận. Hunt cán đích với vị trí thứ 3, đủ để giành danh hiệu hơn Lauda đúng 1 điểm. Trận chiến của họ là nguồn cảm hứng tạo nên bộ phim Rush, đường đua nghẹt thở của Hollywood trong năm 2013. Trong phim, Chris Hemsworth thủ vai Hunt và Daniel Brühl thủ vai Lauda. Sau thất bại trước Hunt năm 1976, Lauda một lần nữa giúp cho Ferrari đăng quang ở mùa giải 1977. Nhưng sự hỗ trợ hời hợt của ông chủ Enzo Ferrari sau tai nạn ở Nürburgring và mâu thuẫn với đồng đội mới Carlos Reutemann, Lauda đã quyết định rời Ferrari chuyển tới đội Brabham vào năm 1978. Chiếc Brabham tuyệt đẹp nếu xét về thiết kế, nhưng động cơ Alfa Romeo của nó thì không đủ cạnh tranh. Lauda dần mất hứng thú với F1. Tại Grand Prix Canada mùa 1979, ông ra khỏi xe giữa một buổi tập, nói với ông chủ Ecclestone rằng mình sẽ giải nghệ vì quá chán chạy xe quanh những vòng tròn. Sau khi rời xa F1, Lauda trở về áo điều hành hãng hàng không do chính mình sáng lập, Lauda Air. Thế nhưng chỉ 2 năm sau, Lauda đã bị ông chủ đội McLaren là Ron Dennis kéo trở lại F1 bằng mức lương 3 triệu đô la, mức đãi ngộ cao nhất dành cho một tay đua vào thời điểm đó. Lauda trở lại và vinh quang đến một lần nữa với ông. Năm 1984, tay đua người Áo lần thứ 3 đăng quang F1 ở Long Beach, California. Ông gắn bó với đội McLaren thêm 1 năm trước khi giã từ vô lăng ở tuổi 36. Theo thống kê, trong sự nghiệp lừng danh của mình, Lauda tham dự 171 chặng đua, giành 25 chiến thắng. Những năm cuối đời của huyền thoại F1. Sau khi giải nghệ hoàn toàn, Niki Lauda tiếp tục đóng vai trò quan trọng với F1 khi tiếp quản những vị trí quản lý ở các đội đua. Đầu tiên là cố vấn ở Ferrari vào năm 1993 khi Montezemolo ngỏ ý mời ông. Sau đó là trưởng đội đua Jaguar nửa sau năm 2001 nhưng không mấy thành công. Đến tháng 9 năm 2012, ông gia nhập ban điều hành đội đua Mercedes và là người đàm phán để đưa Lewis Hamilton về đội mình. Tại đua F1, từng 3 lần vô địch thế giới đã ra đi vào tối 20 tháng 5 năm 2019, 8 tháng sau khi được phẫu thuật ghép phổi. Gia đình Lauda thông báo, Niki yêu quý đã qua đời một cách bình yên trong vòng tay của gia đình. Sự nhiệt tình không mệt mỏi, sự thẳng thắn và can đảm của ông vẫn còn ở đó. Ông là hình mẫu và chuẩn mực cho tất cả chúng ta. Sự ra đi của Lauda để lại tổn thất quá lớn, đặc biệt là với đội đua Mercedes, nơi ông gắn bó trong gần 7 năm qua. Đội đua thông báo sẽ cho chạy những chiếc xe tưởng niệm Lauda. Đồng thời, các thành viên của đội sẽ mang băng đen từ ngày 23 tháng 5 trong các ngày diễn ra Grand Prix Monaco để nhớ tới huyền thoại quá cố. Các đội đua khác cũng có những hoạt động để vinh danh Lauda tại Monaco. Đặc biệt, Mercedes thông báo tay đua người Anh Lewis Hamilton sẽ không tham dự các sự kiện truyền thông trước Grand Prix Monaco. Lewis Hamilton từng mô tả Niki Lauda là một tia sáng trong đời. Chính Lauda được cho là đã thuyết phục Hamilton gia nhập Mercedes vào năm 2012. Trên cương vị chủ tịch danh dự của Mercedes, huyền thoại người Áo đã rất thân thiết với Hamilton kể từ đó. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.